Các bạn chuẩn bị du học Singapore muốn tìm kiếm hỗ trợ tài chính, các chính sách ưu đãi của trường để tiết kiệm một phần chi phí du học, thì năm 2015, trường EAC Singapore đang có những chính sách ưu đãi rất hấp dẫn. Ưu đãi tại trường EAC từ ngày 8 tháng 1 năm 2015 cho đến 31 tháng 1 năm 2015, như là giảm 160.5 đô la Singapore, phí đăng ký nhập học khoảng 2,7 triệu Việt Nam đồng. Hạng 1 EAC TAP giảm 2.000 đô la Singapore, tương đương khoảng 34 triệu Việt Nam đồng cho sinh viên nếu điểm trung bình trên hoặc là bằng 7.0. Nếu sinh viên có điểm trung bình 7.0 thì được giảm 1.000 đô la Singapore, tương đương khoảng 17 triệu Việt Nam đồng được trừ vào học phí. Đồng thời tặng thêm thẻ RIM trị giá là 1.200 cho đến 3.600 đô la Singapore, khoảng 20,4 triệu Việt Nam đồng cho đến 61 triệu Việt Nam đồng. Và điều kiện là sinh viên đăng ký từ ngày 8 tháng 1 cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2015. Và sinh viên sẽ được nhận quà tặng EAC TAP khi vào chương trình chính, cao đẳng nâng cao, cử nhân hoặc là thạc sĩ. Thì học phí miễn giảm sẽ được trừ vào lần đóng học phí cuối cùng của khóa cuối cùng của chương trình, như là ở cao đẳng nâng cao, cử nhân hoặc là thạc sĩ. Thì các kỳ khai giảng gần nhất thì khóa Anh văn sẽ khai giảng vào ngày 16 tháng 3 năm 2015. Khóa dự bị và khóa cao đẳng sẽ khai giảng vào ngày 16 tháng 3 năm 2015. Khóa đại học và thạc sĩ của trường đại học Greenwich sẽ khai giảng vào ngày 26 tháng 1 năm 2015. Và khóa đại học và thạc sĩ của trường Wolverhampton sẽ khai giảng vào ngày 6 tháng 4 năm 2015. Ngoài ra, các sinh viên học tại EAC Singapore nếu đạt kết quả xuất sắc 75% số điểm trở lên cho mỗi môn học sẽ nhận được học bổng 10.000 đô la Singapore, khoảng 170 triệu Việt Nam đồng đối với chương trình cử nhân, và 6.500 đô la Singapore, tương đương là khoảng 110 triệu Việt Nam đồng đối với chương trình thạc sĩ, cùng với nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn sau khi tốt nghiệp. Đặc biệt, sinh viên có những cái đề án kinh doanh khả thi tại Singapore sẽ được trường tài trợ lên đến 100.000 đô la Singapore, tương đương khoảng 1,7 tỷ Việt Nam đồng. Học viện EAC Singapore là một trong những tổ chức giáo dục tư thục hàng đầu tại Singapore, được thành lập bởi các nhà triệu phú nổi tiếng nhất Singapore, rất thành công với các chuỗi doanh nghiệp. Trường EAC hợp tác với hai trường đại học lớn danh tiếng tại Anh Quốc như là University of Greenwich, University of Wolverhampton, đào tạo các cái chuyên ngành như là quản trị kinh doanh, quản trị du lịch khách sạn, tài chính và ngân hàng, logistics. Đối với ngành du lịch khách sạn là một trong những ngành nghề hot đối với nhiều bạn trẻ hiện nay, với cái mức lương hấp dẫn, môi trường làm việc chuyên nghiệp, công việc và thời gian làm việc thì linh hoạt. Vì thế, ngày càng có nhiều bạn quyết định theo đuổi ngành này và đi du học ở xứ người, đặc biệt là tại đảo quốc sư tử Singapore. Rất nhiều trường đại học quốc tế đã công nhận sự tiềm năng của Singapore trong lĩnh vực khách sạn và du lịch và đã mở cơ sở đào tạo ở đây. Sự liên kết chặt chẽ giữa các cơ sở đào tạo với ngành công nghiệp du lịch khách sạn đảm bảo cho bạn khi tốt nghiệp có sự năng động và kỹ năng liên quan thực tế. Khi kết thúc chương trình tại EAC Singapore, sinh viên sẽ được phỏng vấn đi thực tập lương 600 cho đến 800 đô la Singapore một tháng, thực tập khoảng 6 tháng. EAC Singapore là tập đoàn lớn có Beach Hotel sắp mở 100 cái trên khắp thế giới, lộ trình là 20 năm. Hiện tại thì có 70% sinh viên EAC làm việc trong tập đoàn và tại Beach Hotel. Học viện EAC luôn đồng hành cùng sinh viên trong quá trình tìm kiếm kho tàng kiến thức. Trường luôn tự hào đối với đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, nhiệt tình với sự giáo dục cùng với ban cố vấn uyên bác đến từ nhiều công ty và nhiều tập đoàn hàng đầu trong các lĩnh vực như là kinh doanh, tài chính, ngân hàng, du lịch, khách sạn. Sinh viên sẽ có cơ hội trải nghiệm phương pháp học tập mới mang tính thực tiễn cao nhằm xác định được mục tiêu của mình ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đồng thời có được hướng đi đúng đắn trong việc lựa chọn ngành nghề nghiệp mà mình yêu thích. Năm 2014, Học viện EAC đã chuyển sang cơ sở mới với vị trí ngay trung tâm nhất của Singapore với trang thiết bị hiện đại. Kết quả khảo sát của Job Central năm 2013 thì có 96,4% sinh viên của trường tìm được việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp. Và các trường đối tác với EAC Singapore đó là trường đại học Greenwich, là một trong những trường đại học lớn và hiện đại tại Anh Quốc. Greenwich thu hút được hơn 20.000 sinh viên, trong đó có hơn 4.000 sinh viên đến từ hơn 80 quốc gia trên thế giới. Thì nhà trường luôn đặt ra yêu cầu cao trong chất lượng giảng dạy và tạo ra những cơ hội đào tạo nghiệp vụ, nghiên cứu cho giảng viên của trường. Chính vì vậy, 252 giảng viên của trường đã đạt được kết quả cao trong các bài thi nghiên cứu mới đây. Với thành tích cao trong giáo dục, trường đã đạt được 2 giải thưởng nữ hoàng về nghiên cứu cho chương trình sau đại học.
Những giải thưởng này đã chứng tỏ chất lượng đào tạo nổi trội của trường cũng như những lợi thế mà trường đem lại cho sinh viên. Thứ hai là Đại học Wolverhampton. Với hơn 150 năm kinh nghiệm trong đào tạo, trường trở thành nơi đào tạo hàng đầu tại Anh Quốc với phương châm là cung cấp cho sinh viên sự đổi mới, sáng tạo và trở thành những người xuất sắc. Trường có nhiều khoa đào tạo như là khoa học, giáo dục, luật, kỹ thuật, nghệ thuật, thể thao, kinh doanh, và trường Đại học Wolverhampton tại Anh Quốc thì có 6 campus. Thì nếu mà chi tiết hơn về trường EAC Singapore và cũng như là các trường đại học đối tác thì các bạn hãy liên hệ ngay đối với tư vấn viên qua số điện thoại là 0838484879 hoặc truy cập vào website tundaidương.edu.vn để tham khảo học phí và học bổng mới nhất, hoặc có thể đến trực tiếp văn phòng quận nhất tại địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận nhất, hoặc là hai văn phòng còn lại đó là tại quận 5 và Nha Trang. Chúng tôi không có văn phòng ở Hà Nội. Xin chào các bạn, tôi là Hồng Ly, chuyên viên tư vấn của công ty du học quốc tế Tân Đại Dương. Thì du học Singapore hiện nay đang là điểm đến của hầu hết các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam, bởi vì du học Singapore đang có rất là nhiều ưu điểm để mà chọn lựa. Thì lý do thứ nhất đó là cái chi phí du học hợp lý, bằng cấp quốc tế thì cái thời gian học ngắn cũng như linh hoạt sẽ giúp rất nhiều cho sinh viên Việt Nam. Thì trong cái chương trình gặp gỡ hôm nay thì có sự góp mặt của anh Kevin đến từ đại diện của trường EAC Singapore. Thì hôm nay anh Kevin sẽ cùng với Tân Đại Dương sẽ giải đáp cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế khi mà các bạn có ý định du học Singapore. Nếu mà các bạn có ý định du học Singapore thì hôm nay anh Kevin sẽ cùng với chúng ta chia sẻ để có thêm một cái sự lựa chọn cho riêng mình. Thì chào anh Kevin. Chào. Thì anh có thể là chia sẻ với các bạn học sinh Việt Nam là về cái thế mạnh của trường EAC hiện nay là như thế nào? Trường EAC thì có một cái cơ bản khá là khác so với các trường khác á, là ngoài về chương trình đào tạo chính, về chất lượng đào tạo khá là tốt, được kiểm định qua Bộ Giáo dục Phổ thông về thương hiệu, cũng về thương hiệu đào tạo là về EduTrust á, thì EAC là một trong 9 trường đầu tiên đạt được danh hiệu này. Và cái khác đặc biệt đó là trường EAC được thành lập bởi một cái nhà triệu phú trẻ, ông thành công về ngành quản lý kinh doanh. Mình thấy là trường EAC của chúng tôi cũng mạnh về ngành quản lý kinh doanh là chính. Thì trong quản lý kinh doanh đó, thì trường ba chia làm ba cái ngành nhỏ, đó là quản lý doanh nghiệp, nhà khách sạn và tài chính ngân hàng. Riêng về chuyên ngành về khách sạn đó, thì trường có cái đặc biệt đó, là bên phía tập đoàn của chúng tôi đó, là tập đoàn EAC thì có sở hữu riêng một cái khách sạn tên là Peak Hotel. Thì đây là một cái cơ hội cho các bạn sinh viên. Qua cái sự giới thiệu của anh mình thì thực sự thì các bạn cũng muốn phải du học ở EAC, mà đặc biệt là cái chuyên ngành du lịch khách sạn, bởi vì theo anh mình chia sẻ thì hiện tại bên tập đoàn EAC có cái ca đúng không ạ, thì rất là hấp dẫn đúng không các bạn. Thì nhưng mà về vấn đề anh văn ở đây thì các bạn sinh viên Việt Nam là một cái điểm yếu, bởi vì sinh viên Việt Nam thì khó để có IELTS. Thì không biết mà khi mà sinh viên có ý định mà muốn học tại EAC thì có yêu cầu IELTS? Chương trình tiếng Anh thì nhà trường có riêng khóa tiếng Anh để dành cho các bạn sinh viên chưa có đủ điều kiện bằng đầu vào. Riêng về khóa tiếng Anh thì nhà trường có 4 cấp độ dự bị, cơ bản, trung cấp và cao cấp. Các bạn sẽ được kiểm tra anh văn đầu vào để xác định trình độ của mình là thuộc cấp độ nào. Đối với những bạn mà ví dụ như là trình độ chỉ là sơ cấp thôi thì các bạn sẽ học từ sơ cấp đến cao cấp. Thì tổng thời gian hoàn tất của khóa học thì khá là ngắn, chỉ mất khoảng thời gian là 8 tháng thôi. Thì nếu mà các bạn mà chưa có IELTS thì các bạn cũng có thể dễ dàng tham gia cái chương trình học tại EAC Singapore từ sơ cấp cho tới là cao cấp. Thì về cái vấn đề ở đây là các bạn khi tốt nghiệp lớp 12 thì nhiều bạn có ý định là muốn nâng cao lên cái chương trình học cao đẳng hoặc là đại học, và sau cái chương trình đại học đó là muốn nâng cao lên thạc sĩ, thì cái chương trình đó ở EAC như thế nào? Sau khi các bạn hoàn tất khóa tiếng Anh tại nhà trường, hoặc là những bạn nào đã có điểm IELTS Việt Nam là 5.5 sẵn, thì các bạn sẽ được vào khóa chương trình tiếp theo là cao đẳng nâng cao. Thì thời gian của khóa học cao đẳng nâng cao thì mất thời gian là 20 tháng. Hoàn tất khóa học này, các bạn sẽ được chuyển tiếp về chương trình năm cuối cử nhân là học 1 tháng, 12 tháng nữa. Thì như vậy thì năm cao đẳng nâng cao là mất 20 tháng và năm cuối cử nhân là 12 tháng, thì tổng cộng là 32 tháng, tức là khoảng 2 năm rưỡi là các bạn đã nhận được bằng đại học tại Singapore. Nếu các bạn nào vẫn muốn tiếp tục học tiếp lên thạc sĩ thì các bạn sẽ tốn thêm thời gian là 1 năm rưỡi nữa. Thì nếu mà các bạn muốn nâng cao về lĩnh vực là về cái chuyên ngành MBA thạc sĩ tại Singapore thì các bạn cũng có thể học tại EAC, đào tạo cũng là
rất là nhiều chuyên ngành đúng không anh? Thì các bạn sẽ có nhiều cái sự lựa chọn ở chương trình thạc sĩ. Thì không biết là ở các bạn Việt Nam thì thường chọn cái chuyên ngành nào nhiều nhất tại EAC thưa anh Bình? Về chuyên ngành thì theo mình thấy thì đa số các bạn khi chọn học ở EAC thì các bạn sẽ chọn về học quản trị kinh doanh, sau đó thì tới du lịch khách sạn và tới tài chính ngân hàng. Thì cảm ơn cái sự chia sẻ của anh Bình hôm nay thì giúp cho chúng ta có cái một cái sự lựa chọn cho bản thân mình ở cái hướng đi là du học tại Singapore. Thì để chi tiết hơn các bạn hãy liên hệ với đại diện tuyển sinh chính thức của EAC Singapore tại Việt Nam, công ty du học Tân Đại Dương, hoặc là truy cập vào website tân.edu.vn để tham khảo chi tiết về học phí cũng như là những cái chương trình mới nhất tại EAC Singapore. Xin cảm ơn.